nhiều chị em hiện nay đang thắc mắc không biết kem Cornell phù hợp cho lứa tuổi nào, độ tuổi nào dùng sẽ hiệu quả nhất, thì trong video này shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ cho bạn biết kem Cornell thường được các chị ở độ tuổi nào sử dụng nhé, để bạn có thể yên tâm lựa chọn sản phẩm tốt nhất cho mình nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem này đặc biệt thích hợp cho những bạn từ 18 tuổi trở lên. Nhưng tốt nhất thì bạn trên 24 tuổi mới nên dùng kem Cornell này. Nhiều bạn học sinh, sinh viên còn trẻ cứ mong muốn dùng kem Cornell để cho đẹp da nhưng không nên. Phần vì kem rẻ tiền, phần vì kem có hiệu quả cao nên ai cũng muốn dùng. Vì càng trẻ thì da của bạn vẫn còn chưa phát triển hoàn thiện, nên đôi khi da bạn hơi ngắm, hơi nhiều mụn thì có thể chăm sóc bằng những sản phẩm tự nhiên hơn, an toàn hơn, để da sau này không bị ảnh hưởng nhiều bởi mỹ phẩm. Mình biết ở cái tuổi trẻ đẹp mơn mởn tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, thì ai cũng muốn đẹp hơn, xinh hơn để không bao giờ quên khoảnh khắc của tuổi thanh xuân này. Nhưng lạm dụng mỹ phẩm sớm quá có thể ảnh hưởng đến da về sau này nhé. Kem Cornell hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem Cornell hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.